Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá một sới bạc quy mô lớn của giới tài xế xe tải, xe container và bắt giữ 17 đối tượng. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 4 tháng 4, các trinh sát đã bắt quả tang tại quán cà phê nâu ở khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An. Có nhiều đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa. Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận sới bạc này đã hoạt động được gần một tháng. Vào những lúc giới tài xế nhàn rỗi, thì đối tượng Đỗ Hữu Hoàng, 54 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, lại tổ chức đánh bạc. Mỗi ván, mỗi đối tượng phải đặt cược từ 100 đến 500 ngàn đồng.